OK, sẽ review lại qua bài 2 cho mọi người một chút nhé. Bài 2 này thì mình học về các cái toán tử này. Thì ngoài những cái cộng, trừ, nhân, chia rồi, uh, nó có những cái phép toán như kiểu là uh, cộng bằng, trừ bằng, chia bằng dư bằng, Để chia bằng dư bằng. Rồi nó chỉ là cách viết tắt thôi. Rồi uh, y cộng cộng y trừ trừ. Mọi người nhớ phân biệt mấy cái này nhé. Xem cộng đúng trước hay trừ đứng trước thì nó sẽ hưởng kết quả nó sẽ ảnh hưởng kết quả khi mà mình gắn vào một cái biến khác thôi đó. đó và sau đấy thì mình học cả, qua một chút về các cái flow control statement thì cái này nó là câu lệnh rẽ nhánh rẽ nhánh thì mình có học if else uh, theory, hoặc là switch case thì uh, if else thì là so sánh không nếu thì muộn để nhiều câu lệnh được nhá nhiều lệnh được Đây, ví dụ như mọi người có thể kết hợp nhiều lệnh bằng dấu hoặc nhé hoặc là dấu và ok chưa hoặc là có thể do sánh uh, cộng trừ nhân chia cái ở trong này được hết miễn sao cái này nó trả ra đúng hoặc là sai chu hoặc là false cứ chu thì nó sẽ thực hiện câu lệnh trong ít còn false thì nó sẽ đi check tiếp ở bên dưới ok chưa nó có thể lồng nhau ít else các thứ có thể lồng nhau các thứ thoải mái luôn đó rồi và sau đấy thì mọi người học các phép so sánh như kiểu bằng bằng dấu này là dấu gì khác đúng không? Đấy, lớn hơn là bằng nhỏ hơn là bằng lớn hơn. Đấy, rồi dấu a và hoặc là hoặc. Rồi sau đấy thì mọi người học đến toán tử theory. Thì cái này nó chỉ thay thế cho cái trường hợp là if else đúng không? Một trường hợp đấy thôi nhá. Đấy, thì bình thường mọi người viết nó dài như này thì cái này nó sẽ viết kiểu như này. Và nhớ là toán tử theory nó trả về giá trị không thực hiện một câu lệnh gì cả. Ok chưa? Mọi người có thể lồng nhiều cái theory vào với nhau được nhé Nhưng mà nó rất là khó nhìn Cho nên là khuyên mọi người nếu mà có một Cùng nắm là hai cái toán tử theory lồng nhau Thì thì viết cũng được Nhưng mà nếu không thì nên viết lại email bình thường ra Để cho dễ nhìn Ok nhỉ Rồi switch cây thì cái này là nó, nó check gọi là đồng thời đúng không Email là nó check gọi là tuần tự Đó thì cái thằng switch cây này thì Nó đương nhiên là sẽ chạy nhanh hơn nhé Như đọc thời của tổ ram hơn Đấy thì cái này nó chỉ phù hợp cho cái điều kiện so sánh bằng thôi. Tức là kiểu lựa chọn đấy, vào giá trị nào thì vào. Đấy chỉ bằng giá trị thôi, chứ không có lớn hơn nhỏ hơn gì cả. Đấy và nó cũng có default giống như kiểu là if Ok. Đó, sau đấy thì mọi người học qua for. For thì um, đây là phòng nằm này pho thì mọi người có hai loại một loại là pho thường một loại for x pho thường như này thì nó sẽ trả về index nhé mỗi một cái này nó sẽ trả về index mọi người có thể dùng cái biến nó có ba thành phần nhé khởi tạo này rồi điều kiện kết thúc của vòng for và sau đấy là mỗi một cái step nó sẽ tăng lên bao nhiêu lần người để tăng hai hoặc là trừ đi cũng được đúng không? Đấy, lớn hơn à, ví dụ như cái điều kiện này là lớn hơn không thì nó sẽ nếu mà nhỏ hơn không thì sẽ kết thúc đúng không? cái đó vòng for thì mọi người để cho vòng for tăng hoặc là vòng for đi ngược cũng được đây là vòng for đi ngược này đấy, tùy theo cái giá trị khởi tạo nhé đấy, và thường thì mọi người in các cái phần tử ra thì nó sẽ là number chấm sai ok còn thằng forex thì nó chỉ viết tắt cho cái trường hợp gọi là thay vì mình uh, mình không cần index ok cho mình chỉ cần phân tử thôi thì cái đấy là mình sẽ dùng forex còn đây là kiểu dữ liệu này còn đây là tên biến còn đây là cái uh, array của mình ok nhỉ Thì bài này chỉ học thế thôi cũng nhiều kiến thức ok